triển khai kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ Công Thương phối hợp cùng Hiệp hội Thương mại điện tử VCOM và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI đồng tổ chức diễn đàn chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa, tận dụng cơ hội từ Hiệp định EVFTA. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cho biết, trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương đã áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin từ rất sớm để cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu. Quá trình chuyển đổi số hay điện tử hóa trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đã góp phần làm giảm khối lượng công việc và hồ sơ giấy phải lưu tại cơ quan, tổ chức xử lý thủ tục hành chính. Nhờ vậy, góp phần tăng chất lượng dịch vụ công và giảm thời gian để giải quyết các hồ sơ của các thủ tục hành chính. Lợi ích to lớn của chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức, từ đó thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Tại diễn đàn, Bộ Công Thương đã khai trương nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam ECVN tại địa chỉ www.ecvn.com, nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam ECVN phiên bản 2020 với nhiều tính năng tiện lợi, trong đó nổi bật là tính năng cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, giúp các doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm cơ hội giao thương trên môi trường trực tuyến. Khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam ECVN sẽ tận dụng cơ hội của EVFTA nhằm hỗ trợ tối đa hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến, kết nối giao thương doanh nghiệp khối EU và Việt Nam, đặc biệt chú trọng quảng bá, nâng cao thương hiệu, phát triển các chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt, có kim ngạch xuất khẩu lớn cũng như lợi thế của Việt Nam sang EU, bao gồm dệt may, giày dép, thủy sản, cà phê, gạo, đường, gỗ và sản phẩm gỗ, các sản phẩm rau quả tươi và chế biến, điện thoại, máy móc, máy vi tính, v.v.